Hello em, mình vừa mới nhanh chóng đi mua một con Nokia 7.2 về. Bởi vì như nào ta, mình xem những hình ảnh ở trên mạng ra mắt ấy, thì mình không được đi sự kiện, hơi buồn. Và mình thấy là cái hình ảnh cụm camera của nó quá là cuốn hút và quá là hoài cổ. Mình nghĩ về những con Nokia kiểu là 1020 thời xưa, và mình muốn nhanh chóng mua con này về để có thể là mở hộp và xem rằng là liệu cái trải nghiệm ngoài đời và thiết kế nó có ngon lành như kiểu là mình xem trên mạng hay không. Chúng ta hãy cùng mở hộp con này nhá, Nokia 7.2. Hiện tại anh em nào muốn mua smartphone với giá ngon giá rẻ thì hãy nhớ ghé thăm Bạch Long Mobile để có thể ủng hộ nha. Và đây, hộp của con Nokia 7.2. Thì thôi, vào sản phẩm nha. Quá là hứng, không có thể chờ đợi thêm nữa. Hộp vứt. Chúng ta nói về cái máy đã, vì mình thấy quá là sướng này, siêu này, bóc zin này. Và cực kỳ là đã. Cái mặt lưng kính mờ và cái cụm camera này không hề làm mình thất vọng. So với hình ảnh trên mạng thì nhìn người nó còn sướng hơn nữa cơ. Cái mặt kính mờ này ấy, nó như nào ta, nó sang trọng, nó tinh tế và nó cực kỳ là đã luôn. Và như nào, à nguyên nguyên cho anh mượn con 11 Pro Max này. Đây. Ok, đây này nó mịn và nó đã như nhau luôn em ạ. Này, vì chỉ có là bên này nó sẽ hơi trơn hơn một chút, còn bên này nó sẽ nhám hơn, nhưng mà cái mức độ hoàn thiện thì mình thấy nó cũng đều ngon lành cả. Tất nhiên là không thể nào so sánh một con máy flagship hàng đầu của Apple có mức giá hơn cả gấp mấy lần con này. Nhưng mà thực sự là mình vẫn đem lại cảm giác của mình là cực kỳ là sướng và sang trọng khi cầm con này trên tay. Và như nào ta, cái cụm camera này nữa thì có người bảo giống à? Không, mình thấy không giống. Không, Nokia làm cực kỳ là ngon lành luôn nha. Đây, họ làm kiểu đối xứng cân đối ba camera một đèn flash LED, nó làm nó đẹp hơn hẳn đấy chứ, đâu có phải là giống đâu. Và cái mặt kính mờ này ấy, thì mình khẳng định đây sẽ là một cái gì đấy mà Apple tạo nên xu hướng, và Nokia đã nhanh chóng, không phải là bắt trend đâu nha, họ đã làm trước. Bởi vì một con máy mà muốn ra mắt thì sẽ phải là có quá trình nghiên cứu các thứ nữa, và đây mặt kính mờ sẽ là một trong những cái thứ mà anh em sẽ thấy một cái xu hướng trong thời gian tới. Và bây giờ anh em đã có một con máy có cái điều đấy rồi nha. Bỏ con 11 Pro Max qua một bên đó, thì nãy giờ mình quá hào hứng nên là có phần nói sẽ hơi nhanh và hơi bấp một chút, nhưng mà đơn giản là mình thấy thiết kế nó quá là xứng đáng cái tầm tiền này. Và ở đây sẽ có một cái khung bằng kim loại và được phủ mờ cũng cực kỳ là tinh tế. Nhưng mà cái phần tiếp giáp giữa khung và mặt lưng thì tất nhiên là nó chưa đạt đến một cái sự là hoàn hảo 100%. Nhưng mà nên nhớ rằng nó cũng chỉ là một con máy ở mức giá tầm trung thôi. Và cụm 4 camera này sẽ là một cái thứ mà mình thấy nó cực kỳ độc đáo. Thì anh em đi đâu này, cầm này, giơ máy không? Nó độc không? Nó đối với mình là nó đẹp. Không chỉ độc mà còn đẹp nữa. Và thiết kế không chỉ với mình, và mình nghĩ sẽ là một cái điểm khiến cho rất nhiều người ngoài kia lựa chọn Nokia 7.2 chứ không phải là bất kỳ một con máy nào khác ở trong tầm giá. Và một vài điểm nữa nó cũng khá là khác biệt. Thứ nhất là cụm camera này nó đẹp đấy, nhưng mà nó cực kỳ lồi nhá. Này, nhìn này, để mặt bàn này, nó cực kỳ là kiểu bập bênh luôn. Còn ở cạnh phải có nút nguồn, nhưng mà ở đây sẽ có thêm một cái dải đèn LED để mà thông báo sáng lên khi mà anh em sạc. Còn em này nằm trong chương trình Android One nên là ở bên cạnh trái sẽ có một cái nút Google Assistant gọi trợ lý ảo. Thì anh em nào mà hay dùng thì ok, nhưng với mình thì có lẽ là mình sẽ hay bấm nhầm khi mà sử dụng con máy này với nút này. Thôi hay nhầm đấy. Quá hào hứng với con máy nên chúng ta hãy quay trở lại với hộp nhá. Đây, hộp đây, chúng ta sẽ có đầu tiên ở trên mặt hộp luôn sẽ có một cái thông báo về việc là họ sẽ hứa cập nhật phần mềm là 3 năm. Đó, Android One mà. Tiếp theo đây là cái que chọc SIM này, cũng sẽ không có gì khác biệt đâu. Chúng ta sẽ chủ yếu là xem có gì thôi. Đó, một cái cục sạc của Nokia với đầu ra là 5V 2A nha. Một cái tai nghe mà có lẽ là tai nghe cũ, và có lẽ là một con máy ngon lành sang trọng như này thì mình sẽ không cắm vào để mà nghe đâu, bởi vì đi đâu chắc là hơi buồn nhỉ. Nokia làm quả tai nghe quá chán. Và một cái cổng cáp tai C. Đó, đó phụ kiện. Rồi, vậy là sau khi mình đã mở hộp xong và có những cái trải nghiệm đầu tiên với máy thì mình sẽ quay trở lại và tiếp tục show cho anh em những cái trải nghiệm này. Cái điểm nhất sẽ là cụm camera, thì mình sẽ nói luôn về cái cụm camera này. Ngoài về cái nhìn nó đã như này thì các thứ nó như nào nhá. Đầu tiên khi mà vào camera thì giao diện nó sẽ như nào ta? Phải nói là nó khá là rối. Nokia nó làm kiểu cực kỳ là nhiều trên dưới các thứ, cực kỳ là nhiều icon biểu tượng, và anh em nào mới dùng ấy thì phải làm quen cực kỳ là nhiều, bởi vì nó cực kỳ là rối và nhiều. Mới nhìn qua thì có thể là nhiều anh em sẽ tưởng rằng đây sẽ có 4 camera, nhưng mà thực ra là có một đèn flash LED nha.
thì chúng ta sẽ có một camera chính 48 megapixel này, một camera góc rộng 8 megapixel, một camera đo chiều sâu 5 megapixel. Thì có nghĩa là anh em cần cái gì nó sẽ có. Phía trước sẽ là một cái camera selfie 20 megapixel. Nói chung với những ảnh đầu tiên mà mình chụp ở đây thì em này có một cái camera đủ tốt. Màu sắc thì nó sẽ có hơi phần là nhợt nhạt một chút. Đây, nhưng mà mình nhìn ở đây với ảnh ngược sáng thì HDR của máy làm rất là tốt. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi mà xem những cái ảnh như này. Hay là như ảnh chân dung thì đơn giản là vì mẫu xinh nên là nhìn nó cũng hợp lý. Mà màu da của Nokia làm thì nó vẫn chưa tốt lắm, như kiểu là nó sẽ hơi ám hồng này và không tự nhiên lắm đâu nha. Hay là cả với ảnh selfie thì màu da nó cũng làm sẽ tệ nữa và không thích mắt. Chi tiết thì nó sẽ cực kỳ tốt ở chủ thể, nhưng mà phần background phía sau thì nó cháy hết. Và nói chung là thôi kệ đi, chủ yếu là cái nhân vật chính nó ok là được nha. Với video thì mình cũng quay thử thì nó cũng tạm ổn, nhưng màu da vẫn một lần nữa sẽ là kiểu nó cứ hồng hồng và nó không tự nhiên lắm như kiểu ảnh chân dung ấy. Có chế độ là quay hai camera song song trước sau, nhưng mà quay như này thì quá là rung và cực kỳ là khó dùng. Cơ bản là em này có một cái cụm camera khá tốt. Và quay trở lại mặt trước, chúng ta sẽ có một cái màn hình với cái chất lượng. Mình thấy là ngoài cái việc viền bốn bên nó có phần là hơi dày thì này, mọi thứ đem lại cho mình rất là ngon lành. Bốn bên nó tràn ra, vuốt nó rất là sướng luôn. Rồi là chất lượng màn hình ấy thì nó trong trẻo này, góc nhìn tốt này. Và Nokia gọi là Full Display, thì chúng ta có thể là vào cài đặt hay là thậm chí ở trên phần thông báo này sẽ có một cái, cái biểu tượng là Full Display để có thể là can thiệp sâu vào cái phần cài đặt của máy đó, cho nên chất lượng nó rất là ngon lành. Còn có chuẩn HDR10 nữa chứ, nên là anh em màn hình Nokia tầm trung làm rất là ngon luôn. Em này nằm trong chương trình Android One nên tất nhiên điểm nhấn sẽ là phần mềm Android thuần. Thì ở đây, ở trên siêu của máy này, nó cũng nhấn mạnh luôn là sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm lên 3 năm. Cũng như là vỏ hộp, em có chia sẻ đấy, cũng có nhấn mạnh điều này. Tức là anh em sẽ yên tâm về cái khoản cập nhật nhanh này, lâu dài. Đó là cái điểm mạnh của Android. Và cái giao diện ấy thì nó cũng đơn giản và nói chung là dễ dùng, thế thôi. Nhưng mà hiện tại thì con Nokia của mình sẽ chỉ mới đang chạy là Android 9, chưa có Android 10. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhanh chóng sớm được cập nhật thôi, anh em yên tâm. Tiện thể đang nói về phần mềm thì có một chút vấn đề. Đó là trong quá trình trải nghiệm em này thì mình nói về tính năng ấy, thì bảo mật khuôn mặt đấy 2D thôi, nhưng mà tốc độ nó sẽ chậm hơn những máy khác. Cũng như là cảm biến vân tay này cũng có một cái độ như nào nó chậm hơn, như kiểu là mình lúc đấy mình đang dùng con Realme 5 Pro nhá, mình so ngang thì con này khá là chậm luôn, cảm biến vân tay một chạm. Anh em nào nãy giờ thắc mắc vì sao mình cứ cắm sạc, đây là bởi vì mình đã trải nghiệm một chút nên là hết pin, bây giờ mình phải cắm sạc dự phòng, hơi xấu xí một chút nhỉ. Em này thì chạy con chip Snapdragon 660, 4GB RAM và 64GB trong, có hỗ trợ thẻ ở ngoài. Thì đây thực sự là một cái con số và một cái cấu hình nó cơ bản. Bởi bây giờ, cái trend bây giờ, những con máy tầm trung vào nửa của năm nay sẽ là con chip 665. Hay là ngoài kia cũng có những con máy 710 đã giảm giá tầm mức giá này luôn. Nhưng mà Nokia thì lại cho rằng là 660 đã đủ rồi. Kết hợp với cái Android thuần thì trải nghiệm hàng ngày nó cũng rất là mượt mà và nó ngon lành, cũng không có gì phải phàn nàn cả. Hay là như kiểu là mình đã chơi PUBG Mobile thử trên em này, thì cũng là lâu lắm rồi mình mới chơi trên một con máy chạy chip Snapdragon 660 chơi tựa game này, thì mình thấy cũng ổn, nó đáp ứng tốt nhu cầu của mình và nó ngon lành. Nhưng mà có một cái vấn đề là nó sẽ nóng lên khá là nhanh nha. Nhưng mà nói chung là nói đi thì cũng phải nói lại, tất nhiên anh em chọn hiệu năng một con máy để chơi game hay là thậm chí là kiểu dùng lâu dài vài năm nữa thì 660 sẽ không là ngon lành. Đơn giản ở đây thì có những nhà sản xuất khác họ cắt giảm những cái mặt như kiểu là màn hình đi xuống HD cộng, thì em này màn hình cực kỳ ngon như mình đã nói đấy. Còn cấu hình thì em này sẽ cắt giảm, kết hợp với Android thuần thì nó ngon lành. Đó là một cái sự lựa chọn của Nokia. Và cuối cùng sẽ là về cái phần pin của em này. Thì để có một cái thiết kế nó có phần hơi nhẹ và hụt tay một chút, cũng như là nó sướng như này, thì chúng ta sẽ có một cái viên pin là 3500mAh. Sẽ hơi nhỏ so với những cái đối thủ ngoài kia với những 4000 hay thậm chí bây giờ là 5000. Nhưng mà 3500 thì cũng không phải là một con số nhỏ đâu nha. Mình thấy nó vẫn ổn đấy chứ. Kết hợp với đó là một cái sạc 10W và sạc có cổng Type-C. Thì đây là một cái dung lượng quen thuộc với Nokia. Khi mà năm ngoái thì 800V nó cũng dung lượng y chang như này. Còn cái thời lượng sử dụng thực tế sẽ là cần phải thêm thời gian để mình có thể biết được nó như nào. Cũng mong là kết hợp với Android thuần thì nó sẽ có một cái thời lượng sử dụng pin là nó đủ tốt. Kết luận lại thì em Nokia 7.2 với cụm camera nó cực kỳ là khủng bố như này, chất lượng nó tốt, rồi thiết kế nó cũng sang trọng. Đây này, đó. Rồi là cái màn hình cũng đẹp. Phần mềm thì Android One hỗ trợ cập nhật lâu dài. Thì đó là những cái điểm mà anh em sẽ lựa chọn. Còn nếu mà anh em nào cần một cái cấu hình ngon lành hay là một cái thời lượng pin cực kỳ châu bò thì tất nhiên đây không phải là một cái sự lựa chọn mà cần những cái sự lựa chọn khác. Và
mình nghĩ là cái mặt lưng kính mờ này sẽ là một cái xu hướng trong thời gian tới. Khi mà Apple đã làm thì mọi nhà sản xuất cũng sẽ làm nha. Thôi anh em còn ý kiến gì nữa hãy nhớ comment ở bên dưới và mình sẽ tiếp tục làm với con này, bởi vì mình cực kỳ là hứng thú với con 7.2 và cái thiết kế cực kỳ là tốt này nha. Tạm biệt.